Em vừa đi làm về nên hôm nay giờ quay cho anh đây đủ cây kiểu như này này anh, cây tông cao nha anh nhé. Đấy. Từ cái này lên đến đầu này nó rơi tầm khoảng 1,51 m anh nhé. Đây quả của hải châu này. Đây cái này là rừng trên thân. Đây quả này. Đấy, miền Bắc thì nó sẽ chín sau đây, nhà em ở gần đồi quá nên là trò màu sáng ra nó hết quả chín nhưng không đúng ra nó nhiều quả chín đó mày. Này cứ quả vàng này bắt đầu lên đỏ là chín non. Cây này cây số 1 đó nhá, một cây rừng trên thân. Cây tông cao thì phải được ở gần, nó cũng không phải xa được. Giờ quay một số cây mini mà có hoa quả cho bác xem nhé. Đấy, cho đây em nhiều nhưng mà toàn cây to to này. Rất là sai quả luôn. Đây cây mini để quá có thể xem cây này, này. Cây này cây số 1 này. Đấy, làm sai quả nhá. Đáng ra có quả đỏ, quả chín nữa nhưng mà bị trào màu hết rồi. Đây là một cái gốc rất là to. Hàng mini như này. Cây này cây số 1 nhé. Cây này, số 2 đi, cây kia cây số 1 rồi. Số 2. Những cây này thì gửi xe được quá nhá. Cây này cây số 3 này. Chậu nó tầm khoảng 30, cao tầm khoảng 20, 40, tầm khoảng 60 nhé. Đó, nó là sai quả như này. Cây này cây số 3 này. Một cái chậu gốm xanh. Cái này số 3 nhá. Mì đi một cái số 4 này. Cái gốc này, cái rễ nó quái dán đây nhá. Nhưng nó trồng kiểu cái bay này tí. Đấy, đây rất là sai quả này. Đây các bạn nhìn chưa? Đấy. Đây, quả chín thì nó sẽ như thế này. Thế nhưng mà chim nó sẽ ăn hết. Nhà em nắm chim lắm. Sáng là không đuổi được. Cây này là cây số 4 này. Hàng này hàng rẻ nha các bác nhé. Chỉ tầm khoảng 200-300 một cây thôi. Cây số 4 này. Cây số 5 này. Chậu này nó khoảng 25 này. Cao tầm khoảng 60 này. Cây số 5 này. Đấy, quả sai này. Cái này cái số 5 các bác nhá. Cái số 6 là cái này gửi xe được với nhá. Đấy, quả vàng nó sẽ này, chín thì chim nó ăn mất rồi. Cái số 6 này. Cái số 7 này, một cái chậu tròn 20 này. Thanh tao nhẹ nhàng. Nên quả đây. Cái này cái số 8 nhá các bác nhá. Quả nhìn phê không? Cái này giao lưu các bác cái số 8 này. Giá thì trung bình 200-300 nghìn một cây. Cây bình thường thì 400. Nhưng mà hàng này thì chắc em không gửi xa, em chỉ gửi xe từ Quảng Ninh thôi các bác nhé. Một cây mini số 9 này. Cây chất chậu nhá. Toàn cái này ra quả sai như này các bác này. Đấy em chưa có thời gian em chưa quay kỹ được. Mai kia thời gian thì em đã tỉa kia rồi. Đa phần là khách quen đến đấy. Cái số 9 này, cầm tay sai quả này. Cái này nên hình cực đẹp luôn. Cái số 10 này. Đấy, quả nó sai chi chi là các bác. Tôi thấy mới sướng. Đấy là còn chim ăn hết quả đỏ đấy. Cái số 10 này. Cái số 11 này. Cái này đang phun hoa rồi. Cây số 12 này. Cây này sai lắm nhưng là đang hết quả. Chim ăn hết rồi. Ở mini này thì đang hoa. Quả thì nhìn nó mới đẹp.